Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày 30 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Khai mạc trọng thể Đại hội Công đoàn tỉnh Hưng Yên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự đại hội. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại các huyện Tiên Lữ, Phù Cừ và Ân Thi. Xã Minh Đức thu trên 65 tỷ đồng từ bán đấu giá quyền sử dụng đất. Nhóm học sinh giành giải nhất hội thi tin học trẻ với phần mềm học tập vì tương lai. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Hưng Yên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2018-2023. Dự đại hội có đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động các tỉnh bạn, lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các huyện thành phố cùng 250 đại biểu đại diện cho gần 15 vạn đoàn viên công đoàn trong tỉnh. Đọc diễn văn khai mạc đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nêu rõ: với tinh thần đoàn kết, đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, đại hội chúng ta có nhiệm vụ sau: 1. Đánh giá một cách toàn diện những kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế tồn tại cần khắc phục, đúc rút những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện nghị quyết Đại hội 17 Công đoàn tỉnh Hưng Yên. Trên cơ sở đó, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023. 2. Là bầu Ban chấp hành Công đoàn tỉnh khóa 18, đồng thời bầu đại biểu cán bộ đoàn viên ưu tú của tỉnh Hưng Yên thay mặt cho gần 15 vạn đoàn viên công nhân chức lao động tỉnh nhà đi dự Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam. 3. Tiếp tục thảo luận, tham gia ý kiến vào báo cáo dự thảo của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam, dự thảo báo cáo sửa đổi điều lệ Công đoàn Việt Nam. Kính thưa đại hội, trong không khí phấn khởi và trang trọng này, hàng vạn đoàn viên, công nhân, viên chức lao động trong tỉnh đang quan tâm theo dõi đại hội, gửi chọn niềm tin vào các đại biểu và chờ đón những quyết định sáng suốt của đại hội. Với trách nhiệm lớn lao đó, các đại biểu tập trung trí tuệ với tất cả nhiệt tình, tâm huyết, với tinh thần trách nhiệm cao để Đại hội 18 Công đoàn tỉnh Hưng Yên thực sự là đại hội của đổi mới, của đoàn kết, trách nhiệm và dân chủ, vì quyền lợi của người lao động, vì sự lớn mạnh của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng danh với truyền thống của quê hương văn hiến cách mạng. Với niềm tin tưởng sâu sắc đó, thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Hưng Yên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2018-2023. Nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh đã kết nạp được trên 52.000 đoàn viên, thành lập mới 299 công đoàn cơ sở, tăng 30.000 đoàn viên, 149 công đoàn cơ sở so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã giới thiệu trên 5.900 đoàn viên ưu tú với Đảng để xem xét kết nạp được trên 3.200 đồng chí vào Đảng. Công tác chăm lo đời sống và chất tinh thần cho đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, nhất là đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, được Liên đoàn Lao động tỉnh chú trọng triển khai. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với doanh nghiệp tặng gần 200.000 suất cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo với tổng trị giá trên 46 tỷ 750 triệu đồng. Xây mới và sửa chữa 63 nhà máy ấm công đoàn. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp duy trì thường xuyên các chương trình ý nghĩa như Tết sum vầy tại các khu công nghiệp tỉnh, tặng quà vé xe cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động văn nghệ thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.
5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên công nhân viên chức lao động cũng được các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả như cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Gắn với cuộc vận động, xây dựng người cán bộ công chức trung thành sáng tạo tận tụy gương mẫu, lao động giỏi, lao động sáng tạo, thi đua phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thông qua các phong trào, toàn tỉnh đã có gần 12.500 đề tài sáng kiến của tập thể đoàn viên công đoàn được các cấp công nhận và đưa vào ứng dụng làm lợi trên 111 tỷ đồng. Với chủ đề của đại hội là tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động công đoàn, chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, tích cực tham gia xây dựng đảng chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Hưng Yên giàu đẹp văn minh. Nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tiếp tục tập trung phát triển đoàn viên và thành lập tổ chức công đoàn, đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng thiết thực hiệu quả. Chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Trong đó, phấn đấu phát triển thêm 15.000 đoàn viên công đoàn, xây dựng một thiết chế của tổ chức công đoàn tại khu công nghiệp. Phấn đấu hàng năm có trên 90% công đoàn cấp trên cơ sở đạt loại tốt, 95% công đoàn cơ sở khu vực nhà nước, 55% công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước đạt vững mạnh, 65% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trở lên ký kết thỏa ước lao động tập thể. Trong không khí vui mừng của đại hội, đồng chí Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, biểu dương những thành tích xuất sắc của cán bộ công đoàn và hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp trong tỉnh Hưng Yên trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí yêu cầu, thời gian tới, các cấp công đoàn trong tỉnh cần phát triển đa dạng các loại hình chăm lo người lao động, bám sát cơ sở hướng về đoàn viên để phục vụ lợi ích của đoàn viên công nhân lao động. Nâng cao năng lực đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đổi mới cơ chế hoạt động theo hướng đảm bảo an sinh xã hội cho đoàn viên công đoàn, đồng thời đổi mới mô hình tổ chức của hoạt động công đoàn cơ sở, quan tâm đào tạo bồi dưỡng trình độ cho công nhân lao động để đáp ứng nhu cầu của địa phương. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ ghi nhận những kết quả đạt được của các cấp công đoàn trong tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, hiện nay các cấp ủy đảng trong tỉnh đang tập trung lãnh đạo phấn đấu đến năm 2020, tỉnh ta sẽ cơ bản đạt được các tiêu chí của tỉnh công nghiệp, phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Để hoạt động của các cấp công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động tiếp tục được phát huy, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đại hội nhiệm kỳ 18 đề ra, đồng thời có những đóng góp vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. Thời gian tới, công đoàn các cấp cần tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ chủ yếu sau. Một là tích cực đổi mới công tác tuyên truyền, vận động thường xuyên chủ động nắm chắc diễn biến tư tưởng của công nhân viên chức người lao động. Thông qua các hình thức sinh động, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, trong đó có chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, gắn với triển khai thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục tập trung tổ chức thực hiện chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện chỉ thị số 52 ngày 9 tháng 1 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp. Hai là chủ động nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, phản biện xã hội, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng chính quyền, nhất là ở các cơ quan đơn vị nơi có tổ chức công đoàn. Tập trung nâng cao chất lượng đối thoại tại doanh nghiệp, tích cực chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức người lao động theo tinh thần ở đâu công nhân khó, ở đó có công đoàn. Tổ chức có hiệu quả các chương trình hỗ trợ công nhân người lao động, trọng tâm là vào dịp Tết và tháng công nhân hàng năm. Tiếp tục tổ chức có hiệu quả chương trình Tết sum vầy, xây dựng quỹ xã hội Liên đoàn Lao động tỉnh, các chương trình về lợi ích đoàn viên công đoàn, quan tâm chăm lo tốt hơn đến đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, nhất là công nhân ở các khu công nghiệp tập trung, công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ba là đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động, trọng tâm là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo,
phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phong trào học tập nâng cao trình độ học vấn nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển, tạo không khí thi đua sôi nổi, tăng năng suất chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh, có những biện pháp giáo dục cụ thể để công nhân, người lao động và đoàn viên công đoàn nói không với các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn cờ bạc luôn luôn có thể nảy sinh trong đời sống hàng ngày của công nhân, người lao động ở các khu cụm công nghiệp. 4 là tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các thành phần kinh tế, đổi mới công tác đánh giá xếp loại công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên cho phù hợp với tình hình mới. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng cùng với công tác cán bộ công đoàn các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Cùng với việc quan tâm phát triển tổ chức công đoàn, phát triển nâng cao chất lượng đoàn viên công đoàn, cần đặc biệt quan tâm giáo dục bồi dưỡng phát triển đảng viên mới trong công nhân người lao động. 5 là trước những thời cơ và thách thức khi Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, để tập hợp phát huy được sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân nói chung, đội ngũ công nhân lao động tỉnh Hưng Yên nói riêng, đòi hỏi tổ chức công đoàn phải đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, chủ động nắm chắc để đề xuất với cấp ủy chính quyền triển khai các giải pháp góp phần thực hiện những cam kết của Việt Nam trong quá trình thực hiện hiệp định, nhất là những nội dung liên quan đến lao động và hoạt động của công đoàn các cấp trong tỉnh. Tại đại hội này, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác công đoàn, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội các cấp tiếp tục có nhiều hoạt động phối kết hợp cụ thể và sinh động cùng công đoàn các cấp trong tỉnh, chủ động nắm chắc tình hình công nhân, viên chức lao động, giải quyết kịp thời những đề xuất kiến nghị của tổ chức công đoàn, chỉ đạo và hướng dẫn các ngành các cấp thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác công đoàn và phát triển giai cấp công nhân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhân dịp này, thay mặt tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ đã trao tặng đại hội bức chướng công đoàn Hưng Yên đoàn kết sáng tạo hành động trách nhiệm vì sự tiến bộ của giai cấp công nhân. Đại hội công đoàn tỉnh Hưng Yên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2018-2023 đã bầu ra ban chấp hành gồm 39 đồng chí, bầu 10 đại biểu tiêu biểu dự đại hội công đoàn Việt Nam. Ngày 31 tháng 5, Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2018-2023, bước sang ngày làm việc thứ hai. Những nội dung của đại hội chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại các huyện Tiên Lữ, Phù Cừ và Ân Thi. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Cục Thống kê tỉnh. Kiểm tra tại cánh đồng lúa xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, năm nay thời tiết thuận lợi, sâu bệnh ít nên hầu hết các diện tích lúa trong tỉnh phát triển tốt, năng suất cao. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương các ngành nông nghiệp, thủy nông trong vụ này bố trí cơ cấu trả vụ giống lúa, dự báo dự tính sâu bệnh gây hại phòng trừ kịp thời, điều tiết thủy lợi hợp lý, góp phần nâng cao năng suất lúa. Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh, cán bộ làm nông nghiệp từ tỉnh đến thôn xã trong tỉnh phải thực sự gắn bó với bà con nông dân trên từng thửa ruộng canh tác. Có như vậy, sản xuất nông nghiệp mới ngày càng hiệu quả. Đồng thời, phải là người tiếp thu những kiến thức mới để làm sao sản xuất nông nghiệp phải theo kịp thời đại công nghệ 4.0, đưa cơ giới hóa, tự động hóa vào trong sản xuất nông nghiệp. Để sản xuất lúa hiệu quả trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu phải chọn lựa được những giống lúa chất lượng cao, chống chịu với sâu bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu, chống gãy đổ, phù hợp với điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng ở các địa phương trong tỉnh. Trong đó, trọng tâm là đi vào các giống lúa chất lượng cao, những giống lúa đem lại giá trị kinh tế cao cho người trồng. Thăm kiểm tra diện tích cấy giống lúa nếp thơm Hưng Yên tại huyện Phù Cừ cho thấy, các diện tích phát triển tốt, nhiều diện tích đã cho thu hoạch, năng suất ước đạt trên 3 tạ tươi một sào. Lúa tươi ngay sau khi thu hoạch được bán ngay tại đầu ruộng với giá từ 8.000 đến 8.100 đồng một kg. Đồng chí yêu cầu huyện khuyến cáo, hướng dẫn nhân dân mở rộng diện tích cấy giống lúa nếp thơm Hưng Yên bởi qua nhiều lần khảo nghiệm, đây là giống lúa phù hợp với nhiều chân ruộng ở Phù Cừ, có ưu điểm ít sâu bệnh, kháng bệnh đỡ ôn tốt, có năng suất hiệu quả cao.
Hiện nay, giống lúa nếp thơm Hưng Yên đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn bổ sung vào cơ cấu giống lúa trong toàn quốc. Kiểm tra Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Hưng Yên tại huyện Phù Cử, đồng chí yêu cầu Trung tâm cần nâng cao hiệu quả khảo nghiệm giống, qua đó lấy một số giống có ưu điểm thế mạnh đưa vào gieo cấy, tránh khảo nghiệm tràn lan dẫn đến không hiệu quả. Đồng chí yêu cầu Trung tâm Giống không chỉ cung cấp giống cho các địa phương trong tỉnh mà cho cả các tỉnh bạn, vì vậy cần nâng cao mẫu mã bao bì các loại sản phẩm, xây dựng Trung tâm Giống ngày càng mở rộng phát triển. Thăm kiểm tra tại vùng trồng vải xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cử. Do phát triển trồng giống vải u trứng nên trong những năm qua, đây là giống vải đem lại giá trị kinh tế cao cho người trồng nơi đây. Vì mẫu mã đẹp, chất lượng cùi vải thơm ngon nên hiện nay vải u trứng đang được bán tại vườn với giá trung bình 50.000 đồng một kg. Nhiều hộ dân tại đây làm giàu từ trồng giống vải u trứng. Đồng chí yêu cầu địa phương tiếp tục quy hoạch mở rộng diện tích trồng giống vải này. Kiểm tra tại cánh đồng lúa xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh các ngành chuyên môn trong huyện làm tốt công tác quy hoạch sản xuất nông nghiệp, hướng dẫn bà con nông dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng giảm diện tích trồng lúa. Tỉnh sẽ có cơ chế hỗ trợ phù hợp để các địa phương khuyến khích nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản xuất nông nghiệp phải theo chuỗi đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để tạo thuận lợi cho tiêu thụ, nâng cao sức khỏe cộng đồng và thu nhập cho người nông dân. Nhân dịp đại lễ Phật Đản năm 2018, Phật lịch 2562, chiều ngày 29 tháng 5, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng Hòa thượng Thích Thanh Hiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên và các chức sắc tăng ni Phật tử tại chùa Thắng Quang, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh hoan hỷ lên sân khấu. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chúc Hòa thượng Thích Thanh Hiển và các chức sắc tăng ni Phật tử chùa Thắng Quang đón mừng đại lễ Phật đản phúc lạc tươi vui. Đồng chí mong muốn Hòa thượng và các chức sắc tiếp tục động viên tăng ni Phật tử chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội của địa phương và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững chắc. Nhân dịp mừng đại lễ Phật Đản Phật lịch 2562, Dương lịch 2018, ngày 28 tháng 5, đoàn cán bộ quân khu 3 do Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Phó Chính ủy quân khu làm trưởng đoàn, đến thăm chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Cùng đi có đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại buổi thăm chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải đã gửi lời chúc mừng tới các vị trụ trì chức sắc tăng ni Phật tử có một mùa Phật đản an lạc, nhiều niềm vui hạnh phúc. Đồng thời, bày tỏ lòng cảm ơn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trong thời gian qua đã góp phần cùng lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Đồng chí mong muốn cộng đồng Phật giáo tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, thực hiện tốt những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước quy định của địa phương. Làm tròn bổn phận là những công dân tiêu biểu, gương mẫu trong cuộc sống và chấp hành tốt luật nghĩa vụ quân sự, góp phần vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Sáng nay, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh do ông Trần Quốc Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát về tác động môi trường tại huyện Khoái Châu. Sau khi nghe báo cáo về việc sử dụng kinh phí đầu tư trang thiết bị, điểm thu gom rác thải và tác động công tác môi trường sản xuất của doanh nghiệp và các làng nghề, việc chi tiêu kinh phí đảm bảo việc giải quyết khó khăn về môi trường nông thôn. Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Trần Quốc Toàn đánh giá cao và ghi nhận những kết quả mà huyện Khoái Châu đã lãnh đạo chỉ đạo đạt được trong việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật về ngân sách nhà nước và kết quả thực hiện thu chi ngân sách địa phương, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, huyện cần tiếp tục quan tâm và chủ động đề ra các giải pháp khắc phục những khó khăn tồn tại về tác động môi trường, những khó khăn cần tháo gỡ, tác động môi trường gây ô nhiễm môi trường như lò gạch, nước thải khu chăn nuôi, khu tái chế rác thải mà nhân dân và cử tri đã có nhiều ý kiến.
Trên cơ sở đó, huyện sớm chủ động giải quyết những vướng mắc gây ô nhiễm môi trường làng nghề, tiếp tục rà soát đánh giá và phối hợp chặt chẽ giữa các ngành các cấp trong tổ chức chỉ đạo thu chống thất thu trốn thuế, khai thác các nguồn thu tiềm năng để tăng nguồn thu đảm bảo ổn định lâu dài, triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh mang lại hiệu quả cao và thực hiện công khai ngân sách cấp huyện cấp xã theo đúng quy định của pháp luật. Sáng nay, đoàn công tác Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh do đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Văn Lâm. Dự buổi làm việc có đồng chí Trần Quốc Văn, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Văn Lâm. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Văn Lâm đăng ký phấn đấu đạt huyện nông thôn mới năm 2018. Đến nay, huyện có 7 trên 10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành 7 trên 9 tiêu chí của huyện nông thôn mới. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Văn Lâm và 3 xã chưa về đích nông thôn mới, gồm Minh Hải, Chỉ Đạo và Việt Hưng đã báo cáo với đoàn công tác về những thuận lợi cũng như khó khăn hạn chế của địa phương trong thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới. Để hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới như đã đăng ký, đồng chí Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm 2018 không còn nhiều, cho nên huyện Văn Lâm cần tập trung nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu theo quy định để được công nhận huyện nông thôn mới. Huyện cần rà soát đánh giá chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, đảm bảo các tiêu chí của xã nông thôn mới huyện nông thôn mới, tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thiện và nâng cấp hệ thống giao thông và cơ sở vật chất văn hóa, đảm bảo vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn, xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14. Sáng nay, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học. Luật Giáo dục Đại học sửa đổi đề cập các vấn đề như cơ chế tự chủ, cơ chế quản lý tài chính với các trường đại học, thời gian đào tạo. Theo đó, cơ sở giáo dục đại học công lập tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động và cơ sở giáo dục đại học công lập tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động có nghị quyết thông qua của hội đồng trường. Điểm mới đáng chú ý trong dự thảo là việc rút ngắn thời gian đào tạo đại học. Theo đề xuất, thời gian đào tạo đại học sẽ chỉ còn từ 3 đến 5 năm thay vì từ 4 đến 6 năm như quy định hiện nay. Một đề xuất đáng chú ý khác là việc thay đổi cụm từ học phí thành giá dịch vụ đào tạo, được hiểu là bao gồm phí dịch vụ đào tạo, dịch vụ tuyển sinh và các khoản thu dịch vụ khác. Tuy nhiên, trong báo cáo thẩm tra, Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội không nhất trí với việc thay đổi thuật ngữ này. Cũng trong sáng nay, các đại biểu thảo luận tại hội trường về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2019 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2018. Theo dự kiến, chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2019 gồm 18 dự án luật và một dự thảo nghị quyết. Buổi chiều, các đại biểu thảo luận tại tổ về dự án luật giáo dục sửa đổi và luật giáo dục đại học sửa đổi. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên thảo luận tại tổ 5 cùng đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Quảng Ninh, Bình Phước và Đồng Nai. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo nguồn kinh phí cho xây dựng nông thôn mới, trong 6 tháng đầu năm nay, xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào đã bán đấu giá và cấp quyền sử dụng đất được trên 65 tỷ đồng và trở thành xã dẫn đầu huyện Mỹ Hào về công tác này. Xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào đã quy hoạch các vị trí để tiến hành lập hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt ở hai vị trí chính với tổng diện tích trên 7.200 m² và chia thành 66 suất đất. Trên cơ sở được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt giá sàn, xã đã chủ động xây dựng mức giá tiệm cận giá thị trường và tổ chức đấu thầu. Qua đó, 100% số suất được giao bán với giá trung bình đạt 9,8 triệu đồng 1 m². Từ nguồn bán đấu giá này, xã Minh Đức đã hoàn thành việc chi trả nợ đọng xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, bà con nông dân huyện Phù Cừ đang bước vào mùa thu hoạch vải Lai U chín sớm.
Năm nay vải rất sai quả, toàn huyện ước thu khoảng 8.500 tấn quả. Những ngày này về các xã Tam Đa, Minh Tiến, Tiên Tiến của huyện Phù Cử sẽ thấy một màu đỏ rực của vải chín. Xe thu mua từ nhiều nơi đổ về đây để vận chuyển đi các nơi tiêu thụ. Người trồng vải nơi đây cho biết, chưa năm nào cây vải sai quả như năm nay do thời tiết thuận lợi cùng kỹ thuật chăm sóc của bà con không ngừng được nâng cao. Vải năm nay không bị sâu đầu, rất ngọt thơm, chất lượng cao tốt, sai hơn năm ngoái, gấp rưỡi năm ngoái. Vải năm nay sai, rất ngon, thơm, ngọt. Đề nghị các cấp chính quyền giúp người dân chúng tôi có cái giá ổn định. Toàn huyện Phù Cử có 650 ha vải, trong đó 350 ha đang trong thời kỳ cho thu quả, ước sản lượng đạt khoảng 8.500 tấn, thu hoạch từ nay đến cuối tháng 6. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Lãm ở xã Tam Đa ước thu khoảng 100 tấn vải. Nhiều gia đình cho thu từ 10 đến 20 tấn như gia đình ông Nguyễn Văn Quỳnh, Nguyễn Văn Nan, Ngô Văn Kỷ, Đặng Văn Nga ở xã Tam Đa. Xã Minh Tiến cũng có nhiều hộ cho thu từ 5 đến 7 tấn vải, như gia đình ông Nguyễn Văn Khỏe, Nguyễn Đình Duyên. Để nâng cao chất lượng cho vải Phù Cử, xã Tam Đa đã quy hoạch được 50 ha trồng vải theo quy trình Việt Gáp với sự tham gia của 400 hộ dân. Gia đình tôi được học lớp tập huấn rất là nhiều. Qua quá trình phun thuốc này theo Việt Gáp, quả vải rất là to, ngon, thơm, ngọt. Để giúp người dân tiêu thụ vải thuận lợi, tỉnh sẽ có nhiều cơ chế hỗ trợ tăng cường các biện pháp xúc tiến cung cầu, quảng bá sản phẩm. Sở Công Thương cũng đã chủ động tham mưu đề xuất với Ủy ban nhân tỉnh là sẽ ban hành một cái cơ chế là hỗ trợ về cái xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của tỉnh nói chung. Trong đó thì chúng tôi đề cập đến một số sản phẩm chủ lực như tôi nói ban đầu, đó là vải, đó là nhãn, thông qua cái việc đó là hỗ trợ về cái chỉ dẫn địa lý với cái bao gói sản phẩm và xây dựng cái thương hiệu, và đặc biệt là hỗ trợ những doanh nghiệp, chúng tôi đề xuất hỗ trợ những doanh nghiệp về tiêu thụ, chế biến những sản phẩm chủ lực của tỉnh nhân chúng ta, thì đã phối hợp với Ủy ban huyện Phù Cử và khu đô thị Eco Park Văn Giang thì đã tổ chức phiên chợ vải tại Eco Park của Văn Giang, cũng là quảng bá các sản phẩm vải của chúng ta đến gần hơn với người tiêu dùng của thủ đô Hà Nội. Chúng tôi hướng tới cái nhóm khách hàng có khả năng tiêu dùng và chi trả cao. Những năm qua, cây vải đã giúp nhiều hộ dân của huyện Phù Cử làm giàu trên chính đồng đất quê hương. Những mùa vải sai chịu quả sẽ góp phần giúp làng quê thay ra đổi thịt, cuộc sống của người dân thêm ấm no, sung túc. Thông minh, sáng tạo và đam mê môn tin học, sau 2 tháng ấp ủ, nhóm 3 học sinh đến từ trường Trung học cơ sở Phạm Huy Thông, huyện Ân Thi đã cho ra đời phần mềm Study for Future, học tập vì tương lai, và đã xuất sắc giành giải nhất hội thi tin học trẻ toàn tỉnh. Đó là nhóm 3 học sinh Phạm Hồng Minh, Vũ Tùng Linh, Vũ Hữu Đức, học sinh lớp 9C, trường Trung học cơ sở Phạm Huy Thông, huyện Ân Thi. Bằng việc sử dụng các ngôn ngữ lập trình như HTML, CSS, PHP, các em đã tạo ra một trang web chứa các thông tin, các hoạt động, những giải pháp tư vấn về giáo dục học tập, giới thiệu các phần mềm từ tiểu học đến trung học cơ sở để phục vụ cho các hoạt động học tập và giảng dạy với địa chỉ sff.ebizi.com. Đồng thời, các em cũng sử dụng ngôn ngữ C# để tạo ra một phần mềm trên máy tính, cung cấp thông tin tra cứu điểm chuẩn vào các trường cao đẳng đại học. Sau khi đăng ký thành viên trên website, người dùng có thể thi trực tuyến nhiều môn như toán, lý, hóa. Đây được coi là một trong những phần mềm mang tính thực tế cao và đang được các em học sinh phát triển thêm trên điện thoại di động. Hiện website trên đang được đưa vào sử dụng ngay tại trường Trung cơ sở Phạm Huy Thông. Xuất phát từ nhu cầu học tập của mỗi người và lượng thông tin trên các trang web giáo dục rất nhiều, nhưng chưa chắc các thông tin đấy đã được kiểm duyệt và đúng đắn để cho mọi người có thể vào và học tập theo. Thì vì lý do đó nên là chúng em đã tổng hợp và xây dựng lên trang web này để có thể mọi người vào đó và sử dụng các thông tin hữu ích và chúng em đã đăng lên. Chúng em kiểm duyệt những thông tin này thì có thể nhờ cô giáo sẽ kiểm duyệt và lọc ra các thông tin hữu ích nhất có thể. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.